Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phong Xeo sẽ làm một cái video liên quan đến cái siêu xe rất tuyệt vời, supercar. Được chưa? Đấy. Các bạn cùng nhìn đây là cái siêu xe của mình, được chưa? Con siêu xe này mình mới mua, được chưa? Hôm nay sẽ review con siêu xe này cho các bạn xem. Thực ra là mình thích thì mình mua thôi, chứ còn mình cũng không biết là các bạn có thích không. Nhưng mà đây là con siêu xe. Thực ra là tôi ước mơ là ngoài con đồ chơi này ra thì ước mơ có một con thật cơ. Đấy. Và bây giờ mình sẽ trực tiếp là mở xem là cái con siêu xe này có như thế nào. Nhớ là con này là con supercar. Đấy, con supercar. Ok. Đấy. Và bây giờ mình sẽ mở. À, thưa các bạn, đây là con supercar. Đấy. Bạn nhìn thấy đây, đây con supercar. Con supercar này thì có cả điều khiển từ xa. Đấy. Đấy, báo cáo các bạn đây là cái điều khiển từ xa của nó. Chắc ở đây là sẽ trái sẽ phải. Đấy. Đây là ấn này. Đấy. Chắc là trong này là có pin. Pin. À, tí nữa mình sẽ thử tháo ra xong lắp pin như nào. Và báo cáo các bạn đây là con siêu xe của chúng ta. Ôi, họ lắp rất là kỹ các bạn ạ. Ở dưới có các cái chân đế. Đấy. Yeah. Đấy, các cái chân đế rất chắc chắn. Ô, đây là con siêu xe của chúng ta. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Gồm có bốn bánh đấy. Đấy, còn có cánh cửa lắp vào này. Đấy, nha. Yeah. À. Ok, cánh cửa này. Đấy. Đấy, có hai cánh cửa rất là an. Con này chạy bằng pin các bạn nhá. Đấy. Đây còn có cả chỉnh nữa này. Đấy. Có kính nhá, mặt kính rất đẹp như siêu xe thật các bạn nhìn. Thật là tuyệt vời. Đấy. Ngoài ra thì nó còn có một cái phần pin để sạc. Báo cáo các bạn đây là cái sạc. Đấy, cụ sạc để sạc pin. Đấy. Cái này là pin mình cho vào xe, sau đó là cứ thế mình sạc cũng được. Ok. Đấy, và pin của nó là 700mAh. Tuyệt vời. Đấy, ok. Và bây giờ là mình sẽ đi tháo cái pin này ra để thử cái siêu xe này xem nó đi như thế nào. Ok, bạn, let's go. Vâng, bây giờ tôi sẽ lắp pin vào đây và chạy thử cho các bạn xem. Đấy, chân này là có 4 pin. Đấy, 4 pin con thỏ. Tôi dùng con pin con thỏ cho nó tiết kiệm. Đấy, còn cái pin kia thì các bạn có thể cắm trực tiếp để sạc nha. Đấy. Đây là nút bật lên. Đấy, các bạn nhớ là đây có nút cắm để sạc này. Đấy. Đây có nút bật và nút tắt này. Nút bật này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thử cái con này. Vâng, các bạn đợi tí, nó hơi lách cách. Vâng, thưa các bạn, bây giờ tôi sẽ cho pin vào đây. Đấy. Nhớ là đây là hai quả, như vậy là tổng cộng là cái chơi muốn chơi được cái xe này là phải tới 6 quả pin. Đấy. Ok. Đấy. Bật công tắc ở xe đó. À, tôi quên mất, tôi chưa bật công tắc ở xe. Yeah. Ê, các bạn nhìn thấy chưa? Ê.
Đấy, kinh chưa? Đấy, ô tô. Đấy, đấy, kinh chưa? Đấy, bánh bắt đầu nhấc lên, đi về phía trước. Ui, về phía sau, đi về phía trước. Chưa? Rẽ. Đấy, có cả đèn các bạn ạ. Đấy chưa? Và bây giờ tôi sẽ trực tiếp đi trên địa hình thật để xem các bạn như thế nào, và tôi sẽ cho Hiếu siêu nhân thử. Ok, và let's go. Vâng, thưa các bạn, bây giờ đây là siêu xe và tôi sẽ bắt đầu thử xem nào. Đấy. Đấy, đấy là đùi, đây là đùi vậy đấy. Kinh chưa? Yeah. Nè đấy. Tuyệt vời. Vâng, thưa các bạn, siêu xe đi rất mát đấy, đúng rồi đây. Đấy, mở cửa, mở cửa tiếp đây, đi. Chết rồi. Lui. Vâng, thưa các bạn, lái cũng sướng hết, và bây giờ tôi sẽ thực nghiệm cho Hiếu siêu nhân thử trải nghiệm xem con này đi như nào. Xe mở nha các bạn nhé. Đấy, đi rất là bon. Và bây giờ đến hiện Hiếu siêu nhân. Rồi. Tiếp vai. Hết kinh, vượt đèn. Rất tuyệt vời. Biến lên đi. Xem cái máy nó xuống trong bắt đầu cái khi mà máy quay. Không, chắc là cái màn hình luôn đấy. Cái đấy nó khi mà máy quay ấy. Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ thử trải nghiệm là đua xe đạp điện với lại siêu xe theo thế nào. Và Hiếu siêu nhân sẽ đi xe đạp điện, còn kia là siêu xe. Ok, và let's go. Vâng, thưa các bạn, và bây giờ là cuộc chiến giữa xe đạp điện và... cuộc đua này thật là tuyệt vời. Và bây giờ chúng tôi sẽ review lại một lần nữa cái xe này nhá. Ok. Vâng, thưa các bạn, sau khi test thử con siêu xe này, chúng ta thấy là cái độ bắt được cái anten này rất là xa các bạn ạ. Tôi để đầu sân cách khoảng 50m này nhưng mà vẫn bắt được. Ok. Thế còn cái cách sử dụng thì đây nó có một cái chiều đi thẳng, chiều đi xuống, đi lên đi xuống, và một điều là đi sang ngang, sang trái, sang phải. Đấy, ấn phát này, đấy, đi lên này, xe đèn nó sẽ sáng. Đấy, đấy, đây là tuyệt vời. Đấy, ok, đây là sang trái này, đấy. Đây là sang phải, đây sang trái, đây bánh này nhấc là sang trái, đấy. Các bạn nhìn kỹ này, bánh sang trái, đấy, còn lúc ấn này, cửa kính mở.
Đấy, cái nút này ấn là cửa kính mở và cửa kính đóng. Đó, tôi trải nghiệm thì cái con xe này rất là chắc chắn các bạn ạ, nếu mà chơi rất là thích. Đặc biệt là ở dưới gầm nó còn một vài chức năng là định vị nữa, nhưng mà tôi chưa biết lắm. Nhưng mà pin là thấy cũng bình thường, cũng không phải là quá là ăn chơi cả. Nhưng mà nếu mà chơi quả xe này là rất tuyệt vời, và lần đầu tiên trải nghiệm với siêu xe này thích. Nhưng mà nếu mà ước mơ là tôi phải mua được cái siêu xe này tôi sướng. Ok, và các bạn thấy video hay hãy đăng ký và ủng hộ kênh cho DMP Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Hello, xin chào tất cả các anh em. Mà mình dành một chút thời gian để giới thiệu với anh em một cái kênh của một bạn mình rất là thích. Đó là bạn Phạm Đức Lộc. Và đây là kênh của bạn này. Đấy chưa? Kênh của bạn là Phạm Đức Lộc kênh tổng hợp. Đấy chưa? Mọi người vào đây đăng ký cho bạn ấy. Đấy. Và ấn cái chuông để theo dõi bạn này. Bạn ấy làm nhiều cái kênh nhiều cái game liên quan đến trò chơi, ví dụ như là solo được 500 mua ác cho anh em này. Đấy, rồi là kèo solo này. Rồi là mình thấy bạn làm về video liên quan đến game rất là hay. Đấy, mọi người thì vào đăng ký kênh ủng hộ cho bạn nhá. Và mình sẽ để cái link kênh dưới cái mô tả đấy thì các bạn đăng ký thêm. Đấy chưa? Ủng hộ cho bạn ấy cũng như là ủng hộ cho Phong Sẹo và Hiếu Siêu Nhân. Chưa? Đây là kênh của bạn này. Đấy, Phạm Đức Lộc kênh tổng hợp. Đây Đức Lộc Vlog, đây là một người Hà Nam. Đặc biệt là những ai ở Hà Nam thì quý thì ủng hộ cho thêm bạn ấy nhá. Cho một cậu bé rất là trẻ đấy, video của bạn này cũng khá nhiều rồi đấy. Chưa? Cũng chịu khó làm. Chưa? Vlog các thứ danh sách vân vân. Các bạn nhớ là ủng hộ cho kênh của bạn ấy. Mình thì mình đăng ký rồi. Chưa? Có gì thì các bạn ủng hộ cho bạn ấy. Ok, và xin chào hẹn gặp lại.